Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh Mr. Điền. Phần tin đáng chú ý hôm nay là tin bão trên Biển Đông sẽ có ngay sau đây. Và bây giờ là tin gió mùa Đông Bắc, dự báo thời tiết chung cho tất cả các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Bắc Bộ cũng như một số tỉnh thành miền Trung thời tiết nắng ấm từ trưa đến chiều. Tại khu vực Hà Nội cũng như một số nơi khác ở Bắc Bộ, nhiệt độ trưa chiều phổ biến từ 29 đến 31 độ. Còn đối với các tỉnh miền Trung, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay từ Thanh Hóa đến Bình Thuận ở ngưỡng từ 31 đến 33 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Tuy nhiên, từ chiều mai ngày 17 tháng 11, một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta. Ở Bắc Bộ, từ chiều và đêm mai trời chuyển rét trở lại, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Từ ngày 8 tháng 11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trăn đới gió đông trên cao, nên ở khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng. Lui xuống phía Nam, với khu vực Nam Bộ, khu vực biển phía Tây của Nam Bộ cũng như vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau đều đang có mưa dông rải rác do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp trích đạo. Mức nhiệt tại Nam Bộ dao động chỉ từ 31 đến 33 độ. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên trời nắng nên nhiệt độ trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Trên biển, ngày hôm nay, khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết tốt, không mưa, trời nắng. Tại khu vực phía Nam của Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 3. Về chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo từ chiều mai ngày 17 tháng 11, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ chuyển gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Thưa quý vị và các bạn, từ nay đến hết năm 2021 sẽ xuất hiện khoảng từ 1 đến 2 xoáy thần nhiệt đới là áp thấp nhiệt đới hạt bão trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền của nước ta. Theo mô hình dự báo sớm GFS của Mỹ thì đến khoảng từ ngày 15 tháng 11 trên khu vực Biển Đông sẽ hình thành một vùng áp thấp và sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị chú ý theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.